Ngày 31 tháng 12, thành phố Uông Bí tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý đô thị, tài nguyên khoáng sản, giải phóng mặt bằng và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong năm 2019, các phòng ban đơn vị thành phố đã tích cực tham mưu đề xuất các giải pháp triển khai công tác quản lý đô thị, tài nguyên khoáng sản, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên cơ sở bám sát nghị quyết của tỉnh ủy, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố, qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2019. Công tác đầu tư xây dựng từng bước đi vào nền nếp, các dự án công trình thiết yếu trọng điểm được ưu tiên đầu tư, đưa vào sử dụng có hiệu quả, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang sạch đẹp, thành phố đã triển khai lập và hoàn thành 4 quy hoạch phân khu, gồm quy hoạch phân khu F, quy hoạch phân khu 1, quy hoạch phân khu H và quy hoạch phân khu K thành phố đã hoàn thành công tác thống kê đất đai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2025 các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý than bãi ràng đá xít có than và giả soát xử lý các điểm bến bãi tập kết kinh doanh tiêu thụ than trái phép năm 2019 thành phố đã tiếp nhận 466 đơn 466 vụ việc chủ yếu về lĩnh vực đất đai giải phóng mặt bằng giảm 201 đơn và vụ việc so với cùng kỳ năm 2018 tiếp nhận và thụ lý 9 đơn khiếu nại, các đoàn xác minh tham mưu giải quyết 9 trên 9 vụ việc, đến thời điểm hiện tại không còn vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền phải giải quyết. Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn, hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đối với 16 dự án, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 14 dự án chuyển tiếp Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại hạn chế đã được chỉ ra. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị quan tâm đổi mới công tác chỉ đạo, phân công phân nhiệm rõ người rõ việc, tham mưu cho thành phố làm tốt công tác quản lý đô thị, tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.